Ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành công văn quy định về biện pháp theo dõi, giám sát y tế, cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với người đến tỉnh Đắk Lắk liên hệ công tác. Theo đó, để tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp đến tỉnh công tác đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất đối với chuyên gia, người đến tỉnh công tác từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh và những địa bàn đang thực hiện phong tỏa giãn cách xã hội tại các tỉnh thành phố còn lại. Cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các địa phương. Trong các trường hợp đột xuất cấp thiết phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR âm tính không quá 48 giờ trước khi đến tỉnh. Trường hợp thời gian công tác quá một ngày thì chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch phù hợp hoặc thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cách ly tại nhà 14 ngày, theo đúng quy định tại công văn số 5339 trên UBND-KGVX ngày 16 tháng 6 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc cư trú tại tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan đơn vị nơi chuyên gia người lao động đến làm việc chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định này đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.